C999, một siêu phẩm của Fuji. Vừa mới cập bến vào sáng ngày hôm nay và phải chuyển đến ngay cho khách hàng đặt trước để mua tặng bố mẹ đây ạ. Đó, đây là khách hàng của Tam Nông nha. Đó. Đây là mua sản phẩm nguyên đai nguyên kiện này. Nhà bác khách hàng ở một nơi rất là yên tĩnh, phong cảnh rất là đẹp. Đó, cắt đai nha, đây là tiếng cắt đai đấy, nguyên đai nguyên kiện. Kỹ thuật của Fuji đang chuẩn bị tháo hộp. Mình cũng chưa được ngồi thử mẫu ghế này lần nào luôn. Wow, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, đẹp hơn cả sự mong đợi các bạn nha. Đây là lần đầu tiên mình được đập hộp chiếc ghế này ra, bởi vì nó là dòng sản phẩm mới nhất từ Fuji. À, đây là một sản phẩm có phần chân thiết kế rời nha các bạn. Tí nữa kỹ thuật sẽ chỉ việc lắp đặt phần chân vào cùng với thân là được. Wow, đây là một sản phẩm bảng điều khiển cảm ứng hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn. Rõ ràng, sắc nét, rất dễ dàng sử dụng. Màu sắc rất là đẹp, kiểu dáng rất là thanh lịch gọn gàng. Đó. Bây giờ chúng mình sẽ vào trong vị trí lắp đặt đây. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đó. Cắm điện trước tiên. Cắm điện mới lắp được chân nha. Nhà mình có thể bật thêm được những bóng điện này lên không hả bác? Bác bật giúp con với ạ. Để cho nó sáng ấy, phòng mình nó hơi tối. Đó, sáng quá. Hình như là mình vừa mới thấy có đèn led này. Bật ghế lên là đã thấy đèn led rồi này. Anh ơi chờ chút rút điện ra. Rồi ấy không ngon điện giật bây giờ. Đẹp quá. Thật sự đây là một mẫu ghế vô cùng đẹp, chất liệu da vô cùng đẹp luôn các bạn. Wow. Xin chào 17 người đang xem. Hôm nay là một siêu phẩm FC999. Bác khách hàng hôm nay là bác Ngọc Tĩnh. Bác là người may mắn nhất khi mà đầu tiên là người sở hữu siêu phẩm ghế massage FD999 trong tay nha quý vị. Da đẹp, kiểu dáng đẹp. Không phải là một cái ghế nó có hình dáng bé bé đâu các bạn. Ghế rất là thoải mái, to, phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, chứ không phải là như những cái dòng ghế nó có cái form rất là bé, ngồi vào rất là chật đâu. Cái ghế này mình thấy cái form nó rất là trường, ghế nó rất là sang trọng và đẳng cấp luôn đấy. Bác ơi, thường là bác có hay ngủ trưa không ạ? Hay là hôm nay con gọi con đến thì bán nằm cái gì anh?
Cái này là mới ra và bác Tĩnh là người đầu tiên được sở hữu em ghế này đấy ạ. Vâng. Các kỹ thuật của Fuji Luxury lắp đặt rất là cẩn thận, chi tiết và tỉ mỉ, đảm bảo quá trình sau vận hành của ghế luôn được ổn định nha các bạn. Tầm khoảng 1 đến 2 phút nữa thôi thì ghế sẽ được lắp đặt xong và lúc đấy thì mình sẽ ngồi mời bác khách hàng lên test thử máy và hướng dẫn cách sử dụng tại nhà. Chị Nguyễn Mai tư vấn cho mình ghế này. Vâng, cảm ơn chị đã quan tâm sản phẩm. Chị vui lòng kiểm tra tin nhắn nha. Bên em sẽ có các bạn tư vấn viên hỗ trợ tư vấn cho mình các dòng sản phẩm cao cấp của Fuji Luxury ạ. Đây ạ, anh ơi, nhà khách là không bỏ giày anh nhé. Đây, khách hàng cũng đi cả giày dép vào nên là đi thoải mái ạ. Nhà bác khách hàng ở quê. Và ở quê thì thường là không phải bỏ dép ở ngoài. Kể cả khách hàng cũng vậy. Trần em đi mua ghế này tặng vàng phải không shop? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Dạ, sản phẩm này được bảo hành chính hãng là 2 năm tại nhà miễn phí luôn đó bác ạ. Vâng ạ. Nên là trong quá... Riêng dòng ghế cao cấp của Fuji Luxury thì rất là bền bỉ và được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên 6 tháng một lần tại nhà, hoàn toàn miễn phí nên là mình dùng nó rất là bền bỉ luôn ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nó chắc quá đúng không? Xong chưa? Cho nhanh nhẹn lên. Bác ơi, quá trình lắp đặt đã xong, bây giờ con mời bác ngồi lên thử ghế. Đó, bác khách hàng sẽ ngồi lên ạ. Đây. Bác ngồi nghe quen bài lắm. Đây mình sẽ quay chi tiết màn hình điều khiển nó như thế nào để cho các bạn cùng nắm luôn nhé. Trong khi bạn ấy hướng dẫn thì chúng mình sẽ cùng khám phá điều khiển của FZ99. Chế độ xoa bóp này, chế độ thư giãn này, chế độ thể thao này, nó cũng mạnh hơn những cái chế độ này đấy ạ. Và chế độ êm ái này, chế độ ngủ này, du ngủ này. Đấy, nó có các chế độ khác nhau nha bác nhá. Đấy thì bác có thể nằm tất cả những cái này bác điều chỉnh được hết đó. Tăng cường cường độ massage thì bác có thể bấm vào đây này bác này. Đấy, bác tùy chỉnh được này, mạnh nhẹ này. Đấy.
giảm ở dưới á, tăng ở trên nó sẽ có là tiếng Việt hết bác nhá. Rồi rồi. Đấy. Còn cái nhiệt hồng ngoại nữa, nhiệt hồng ngoại đây này bác này. Nó massage sưởi ấm này, mùa đông thì mình bật lên nó sẽ ấm phần cơ thể của mình. Rồi. Đấy. Còn nâng lên hạ xuống ghế thì mình điều chỉnh các tư thế ghế khác nhau nhé bác nhé. Ví dụ như là bác có thể bấm vào đây này, bác giữ liền nhé bác nhé. Thì ghế nó sẽ ngả ra. Rất là êm đúng không bác? Tương tự đấy nó sẽ là nâng lên này, nâng lên là ngồi dậy đấy ạ. Thì bác cứ giữ liền vào, khi nào nó tít ấy, nó tít xong là bác cứ giữ liền tay vào đấy ấy. Thì nó sẽ ngả dậy này. Đó. Đến lúc nào bác thấy thích thì bác thả ra các bạn. Buổi tối thì bác có thể nằm những cái chế độ nó nhẹ nhàng chẳng hạn, ví dụ như là êm ái hoặc là du ngủ này, buổi tối này. Đó. Có chế độ thư giãn, xoa bóp thì bác cứ đổi chế độ như bình thường bác nhé. Ví dụ như là bác đang bật cái chế độ xoa bóp chẳng hạn, đấy, thì bác có thể đổi sang chế độ thư giãn này. Rồi rồi. Đấy. Hoặc là êm ái hoặc là nó tít cái được bác nhé, nó tít cái được này. Đấy. Cái chế độ du ngủ này nó sẽ ngả ra hơn là những chế độ khác. Đó, vâng. Cái này nó rất là dễ sử dụng, tại vì là nó là tiếng Việt đấy. Bác ơi, bác cho chân xuống hẳn giúp con với ạ. Cho cái ngón chân này. Đó, đúng rồi, chính xác ạ. Các bạn có thể nhìn thấy nha. Chân này, massage lòng bàn chân, chân sụp rất là kỹ. Có ngày nó thiết kế theo cái phần chân đặc biệt hơn, nó thiết kế bàn chân sụp. Không có cả túi khí. Massage nó kỹ và nó tỉ mỉ hơn là những cái phòng chân khác. Về cái này nó có loa Bluetooth nha bác nhá. Mình có thể kết nối qua cái điện thoại của mình này, bác có thể bật những cái bài nhạc nó thư giãn hay nhẹ nhàng để mình nghe trong cái lúc mà mình đang nằm. Cái tiếng Việt nó sử dụng rất hết, như là bác đang thấy mạnh, bác mình có thể giảm cái tốc độ dưới này, đấy, giảm này, hoặc là mình có thể tăng lên, tùy mình nhé bác nhé. Đấy. Đây là nhiệt độ ngoại là sưởi ấm này. Mạng kém. Bác ơi, bác cho con xin một chút cảm nhận là khi mà mình ngồi thử vào chiếc ghế này, cảm nhận đầu tiên của mình là có thoải mái dễ chịu không ạ? Cái này là nằm để ngồi là thoải mái. Dạ, vâng, con cảm ơn bác nhiều. Vâng, con cảm ơn bác đã tin tưởng. À mà không, đây là con trai của bác là anh Trung đã mua tặng bác cái sản phẩm này. Bác thật sự là rất là mày tuyệt vời. Công ty đấy mình xem nồi ấy rồi. À thế ạ, mình cũng đã từng xem rồi đúng không ạ? Vâng. À. Nhiều quá rồi. Vâng. Cái bài bác có thể bỏ lên ra này, bác có thể để lên cho bác có thể xem để ngon biết không? Cái chế độ dung ngủ này nó sẽ tương đương và nó luôn là những cái chiếc nồi đó. Đó, chế độ du ngủ nó sẽ như chiếc nôi ấy, nâng lên hạ xuống, nó êm ái vô cùng. Và con thấy là cái mẫu ghế này ấy, khi mà nó hoạt động, trong lúc nó hoạt động thì nó cực kỳ là êm, nó không phát ra những tiếng lạch cạch hay là những tiếng bơm tiếng kêu to đâu, nó vô cùng là êm. Cho nên là mình có thể ngủ trên ghế mà không bị làm phiền bởi những tiếng ồn ạ. Và bác thấy là nó đấm như vậy, bài tập này các bạn chọn cho mình là nó phù hợp chưa, có mạnh quá hay nhẹ quá không ạ? Biết rồi, cái này là hôm trước mình cũng thử nhiều cái ghế này. Dạ. Giống dạ. Cái loại này, cái này nó êm hơn, cái mẫu này nó mới. Vâng, êm hơn đúng không ạ? Mẫu mới của bên con nó êm hơn. Vâng. Quan trọng là con thấy cái ghế này thì nó rất là phù hợp với form người của bác. Form người của bác cũng khá là to, nhưng mà khi ngồi vào mình không cảm thấy bị chật đúng không ạ? Cái này nó khác, nó nằm nó bó ấy. Vâng. Nó vừa vặn với cơ thể người mình đúng không ạ? Cơ thể hai đó là nó thoải mái hơn. Dạ. Cái là kể cả lúc nó xoa bóp cái đấm bóp thì nó à thế. Vâng. Nó êm hơn, nó không có như một cái số cái nó tác dụng ít thế. À đúng rồi ạ. Dạ, bác đã đi thử rất nhiều ghế là bác thì nói thế rồi. Bác cảm nhận được đúng không? Vâng, đó, chỉ có khách hàng cảm nhận thực tế mới là chân thực nhất nha các bạn. Mình vẫn rất là tâm đắc với cái chất liệu da và cái kiểu dáng của mẫu ghế này. Mình sẽ quay cho các bạn xem góc nghiêng thần thánh của em nó nha. Đó. Thấy không? Rất là đẹp. Dải đèn led này. Rất là đẹp. Ở đây thì kim chỉ nó rất là sắc nét. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là phiên bản màu vi xám nha. Màu này thì rất là nhã nhặn. Vâng. Nhã nhặn. Bác ơi, các anh chị có hay về thăm mình không hay là các anh chị cũng bận đi làm suốt ạ? Cũng ấy là các cháu nó thường về mà. Thường về đúng không? Thế bây giờ là
anh chị không thể ở nhà thường xuyên để xoa bóp cho bác hàng ngày được, thì cái ghế này nó là một món quà sức khỏe, nó vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Vâng. Thì coi như là cái ghế này anh chị tặng bác là để thay anh chị chăm lo sức khỏe hàng ngày cho bác nha. Vâng ạ. Con cảm ơn bác rất là nhiều. Chúc bác có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng với chiếc ghế massage này nhé. Vâng ạ. Chúc bác thật là mạnh khỏe, hạnh phúc. Đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết livestream ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream lần sau. Vâng, thế ạ. Con thử tắt pin cho bác thử sao bác. Rồi, xin chào nha, xin chào cả nhà. Mình sẽ dừng live stream tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những live stream lần sau. Hy vọng là sau live stream này sẽ có nhiều khách hàng đặt ghế và mình sẽ lại được đi giao ghế và sẽ được tiếp tục live stream cho các bạn xem hành trình chăm sóc sức khỏe cho khách hàng của Fuji Luxury ạ. Xin chào, chúc các bạn một buổi chiều làm việc tốt lành nha. Bye bye.